Cây rừng lại tiếp tục bị đốn hạ tại khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc địa bàn xã Sro, huyện Công Tro, tỉnh Gia Lai. Một vụ phá rừng với quy mô lớn đã bị phát hiện tại đây mới cách đây 6 tháng. Trên 30 cây cổ thụ với khối lượng cả 100 mét khối gỗ đã bị chặt phá. Trong khi vụ việc này còn chưa được xử lý rốt ráo, thì tại đây nạn phá rừng lại tái diễn với quy mô lớn. Đây là diện tích rừng do Ủy ban Nhân dân xã Sro quản lý. Vậy thì chủ rừng đã ở đâu và làm gì khi rừng đang bị rút ruột từng ngày? Phóng viên thời sự đã tới hiện trường tìm hiểu. Khu rừng phòng hộ đầu nguồn. Nhìn từ bên ngoài, những diện tích rừng còn lại có độ che phủ khá cao. Nhưng bên dưới tán rừng, hầu hết những cây gỗ lớn đã bị cưa hạ liên tiếp trong nhiều năm qua. Những gốc cây cổ thụ và nhiều khúc gỗ bị lâm tặc bỏ lại nằm ngổn ngang từ năm này sang năm khác. Và xen vào đó là cả những cây mới bị cưa hạ. Tại địa phương này, cách đây vài tháng đã phát hiện một vụ phá rừng với quy mô rất lớn với khối lượng trên 100 mét khối. Nhưng vụ việc đã không được xử lý một cách triệt để, dẫn đến tình trạng phá rừng vẫn tiếp diễn tràn lan. Vào tháng 3 năm nay, sau khi được người dân thông tin về tình trạng phá rừng diễn ra tràn lan tại khu vực này, thì vụ việc mới được phanh phui. Trên 30 gốc cây cổ thụ, nhiều cây có đường kính trên 1,5 mét, chiều dài trung bình trên 20 mét đã bị cưa hạ. Khối lượng gỗ bị thiệt hại được cơ quan chức năng huyện Krông Cho xác định của nhiều vụ việc khác nhau. Tuy vậy, trong báo cáo của đơn vị chủ rừng là Ủy ban Nhân dân xã Sró lại không hề đề cập đến việc mất rừng trong thời gian dài trên lâm phần do mình quản lý. Vụ việc cũ chưa giải quyết dứt điểm mà đỡ cho cái vụ việc mới xảy ra ngay tại hiện trường đó là chắc chắn rằng là có vấn đề đối với cái lực lượng anh em tham gia trong cái bảo vệ hiện trường đó. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý nghiêm những cái sai phạm đó. Vụ phá rừng nghiêm trọng này đã bị khởi tố, nhưng thủ phạm phá rừng vẫn không được tìm ra. Chủ rừng để mất rừng thì vẫn không hề bị xử lý trách nhiệm đối với những sai phạm của mình. Điều đó đã khiến tình trạng phá rừng nơi đây liên tục tái diễn trên diện tích hơn 2.000 hectare được Ủy ban Nhân dân xã Sró nhận quản lý, bảo vệ.